Cái chương trình khuyến mãi nó sẽ kéo dài cho hết những ngày hội chợ. Ngoài ra thì để kích thích cho khách đăng ký sớm, lên kế hoạch sớm thì chúng tôi vẫn áp dụng những khuyến mãi đăng ký xa ngày cho các cái du khách trong suốt cái dịp cao điểm hè. Những cái bất lợi xung quanh về giá vé máy bay hoặc là những cái liên quan về tỷ giá đô la thì chúng tôi cũng đã có dự trù trước, và chính vì chúng ta tổ chức sớm cái ngày hội du lịch thì để có điều kiện cho du khách để có điều kiện là tiếp cận những cái sản phẩm du lịch và có cái đặt tour từ sớm. Doanh nghiệp du lịch cũng có điều kiện để bán tour sớm hơn, và từ đó thì chúng ta có sự chủ động về cái việc giá vé máy bay. Chúng ta sẽ không có bị quá bị động khi mà book tour sát giờ. Nếu du khách đến sớm thì sẽ có cơ hội được nhận nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đây là một trong những cơ hội rất tốt để người dân thành phố có thể tham khảo và tìm ra những tour tuyến hấp dẫn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước, trong bối cảnh vé máy bay và nhiều dịch vụ đầu vào của các công ty du lịch đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian vừa qua.